Ở Sài Gòn, khách mua hàng ở vỉa hè chỉ dừng lại một vài phút để chọn thứ mình cần, rồi tiếp tục hòa mình vào nhịp chảy không ngừng của thành phố. Có khi nào vì Sài Gòn sống vội nên những gánh hàng rong cũng phải quen với sự hối hả đó không? Nhắc đến Sài Gòn, người ta vẫn thường lập tức bị cuốn hút bởi sự sôi động, náo nhiệt của mảnh đất từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông hoa lệ, hiện đại và không ngủ. Bất cứ ai đến đây cũng yêu si mê cái nắng gắt của Sài Gòn, yêu những cơn mưa vội vã, lúc nhặt, lúc thưa, say sưa khám phá mọi ngóc ngách, ngõ hẻm giữa lòng thành phố, rồi sung sướng vô bờ khi lạc giữa thiên đường ẩm thực Sài Thành. Không chỉ vậy, tình yêu đối với mảnh đất này đôi khi đơn giản ngồi ở quán cà phê, ngắm dòng người qua lại trên những con đường không bao giờ ngớt xe cộ, hay thức thâu đêm trò chuyện rộn rã bên bạn bè rồi chào ngày mới. Đây là hình ảnh quen thuộc chúng ta đã thấy, hình ảnh của người lao động chất phác. Họ làm tất cả những gì để giúp cho họ cải thiện được cuộc sống, nhìn thấy thật đơn sơ, giản dị. Và đây là những hình ảnh quen thuộc mà chúng ta đã thấy ở những con người lao động chất phác dâng đến cho những người dùng những món ăn đơn sơ, giản dị của quê hương. Bán trứng vịt lộn chín, khô mực, nem, chả lụa và nhậu lai rai lưu động. Thì đây là một hình thức buôn bán phải nói là rất là chuyên nghiệp của các bậc tiền bối. Và nếu như các bạn có dịp thì có dịp mời các bạn đến cà phê Vườn Tràm để thưởng thức uống một ly rau má vào buổi trưa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy nhấn like, đăng ký ủng hộ kênh của em và hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo. Thân ái, chào các bạn.